nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có sự nghiệp kỳ lạ, tuổi 55 chấp nhận sống chung với hai căn bệnh khó chữa. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có sự nghiệp thành công nhưng nhiều thăng trầm. 4 năm trước, anh phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn, phải uống thuốc suốt đời. Anh cũng phải sống chung với bệnh mất ngủ suốt 20 năm qua. Hoài Linh sinh năm 1969 ở Quảng Nam, trong một gia đình đông anh chị em. Gia đình muốn con theo ngành sư phạm nhưng Hoài Linh vẫn theo học ngành múa. Tự học thêm dân ca, diễn xuất và tham gia các cuộc thi nghệ thuật. Dấu ấn nghệ thuật đầu tiên của Hoài Linh có được là từ khi kết hợp với Thành Lộc diễn hài. Cuối năm 1993, Hoài Linh sang Mỹ định cư. Đến khoảng tháng 10 năm 1994, anh có duyên gặp gỡ diễn viên hài Vân Sơn, cả hai hợp tác ăn ý. Nhanh chóng nổi tiếng và có vị trí tại thị trường hải ngoại. Đang ở đỉnh cao danh vọng tại hải ngoại, Hoài Linh gây bất ngờ khi quyết định trở về nước làm việc và sinh sống từ năm 2000. Anh nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hạng A, được nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu mến, thần tượng. Hoài Linh từng là nghệ sĩ hạng A, được nhiều khán giả thần tượng. Với tài năng diễn xuất thiên bẩm cùng khả năng biến hóa không ngừng, Hoài Linh được mến mộ bởi rất nhiều vai diễn ấn tượng như Ông Tư trong Dạ Cổ Hoài Lang, Dì Ghẻ trong Tình Chị Duyên Em, Sáu Bảnh trong Ra Diên Anh Cưới Em, Ông Năm trong Người Nhà Quê. Hoài Linh đặc biệt được khen ở biệt tài giả gái với những vai diễn hài hước, duyên dáng. Hoài Linh đặc biệt được khen ở biệt tài giả gái với những vai diễn xuất sắc, khó có người nào vượt qua. Khán giả xem Hoài Linh trang điểm đậm, mặc áo dài, áo bà ba, váy, sườn xám, nhưng không ai có cảm giác khó chịu hay dị hợm. Trái lại, mọi người cảm thấy anh rất tự nhiên, duyên dáng. Năm 2015, Hoài Linh trở thành nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được đặt cách xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ ưu tú. Và vào đầu năm 2016, năm nghệ sĩ gây chú ý khi chính thức được vinh danh và nhận bằng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hoài Linh có nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu. Ngoài diễn kịch, Hoài Linh làm giám khảo nhiều game show như Gương Mặt Thân Quen, Ơn Dợi Cậu Đây Rồi, Tôi Là Người Chiến Thắng, Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam, Ngôi Sao Phương Nam, Người Bí Ẩn, Cười Xuyên Việt. Anh cũng đóng nhiều phim rạp ăn khách như Nụ Hôn Thần Chết, Nhà Có Năm Nàng Tiên, Hello Cô Ba. Hoài Linh cũng thường xuyên được mời xuất hiện trong các chương trình hài Tết như Xuân Phát Tài, Sống. Từ năm 2021, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gần như đóng băng sự nghiệp sau ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện. Kể từ đó, anh sống khép kín, ít chia sẻ về cuộc sống dù vẫn hoạt động nghệ thuật cầm chừng. Gần đây, anh xuất hiện cùng đoàn quảng bá phim Làm Giàu Với Ma. Dịp này anh cũng chia sẻ về sức khỏe cũng như cuộc sống hiện tại của mình. Nghệ sĩ hiện sống chung với hai căn bệnh mất ngủ và ung thư. Theo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, anh phát hiện bệnh ung thư sau một lần khám sức khỏe tổng quát. Khi đó, anh chỉ nghi ngờ bản thân bị mỡ trong máu. Khám xong, bác sĩ đề nghị siêu âm tiếp vùng cổ, sau đó gọi một số đồng nghiệp vào bàn về bệnh tình của Hoài Linh. Kết quả, anh bị ca tuyến giáp, đã vào giai đoạn di căn. Vài ngày sau, anh nhập viện mổ. Đối diện bệnh tật, Hoài Linh giữ được sự bình tâm. Anh nghe lời khuyên bác sĩ đừng lo lắng vì ung thư tuyến giáp tỷ lệ tử vong không cao. Sau 4 năm điều trị, trải qua 2 lần hóa trị, một lần phẫu thuật, sức khỏe của nghệ sĩ ổn hơn. Hiện cứ 3 hoặc 6 tháng, anh đi thử máu, kiểm tra bệnh một lần. Chấp nhận phải uống thuốc điều trị suốt đời. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sống bình dị ở tuổi 55. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chia sẻ thêm trên Vnetster. Anh mắc chứng mất ngủ suốt 20 năm qua, dai dẳng, khó trị, mỗi tối vẫn phải dùng thuốc. Tình trạng này xuất phát từ việc ngày trước tôi hay đi diễn nước ngoài, liên tục thay đổi múi giờ. Dù bệnh đã đỡ hơn đôi chút, nhiều khi thức trắng đêm đến 2 giờ mới ngủ lại được, anh nói. Hoài Linh nói thời điểm hiện tại anh tiết chế với các lời mời game show. Thời gian rảnh anh ở nhà tận hưởng thú vui lội ruộng, chăm cây, bắt tôm cá, sống bình dị.